Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay ngày 30 tháng 10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa ba kỳ, đồng thời với ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là giám sát, đánh giá tiến trình chính sách và công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện, nhất là trong bối cảnh các chương trình đang bị chậm tiến độ theo mục tiêu yêu cầu đề ra. Đoàn giám sát cũng kiến nghị cho thí điểm phân cấp, cho cấp huyện chủ động quyết định, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, danh mục dự án, đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Cùng với đó, chính phủ phải rà soát, sửa đổi bổ sung những cơ chế, chính sách chưa phù hợp, khó thực hiện thuộc thẩm quyền, rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sớm vốn tồn đọng do giải ngân chậm, có cơ chế đặc thù về vốn, thực hiện các chương trình cho các tỉnh khó khăn miền núi. Tại hội trường, nhiều đại biểu cho ý kiến về những vướng mắc trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó nhiều văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa rõ ràng dẫn đến khó thực hiện, không phù hợp thực tế. Cho rằng thực tế hiện nay, việc triển khai thực hiện cả ba chương trình mục tiêu quốc gia bước sang năm thứ ba, nhưng còn nhiều dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình, nhất là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vẫn chưa thể thực hiện được do vướng mắc trong quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn. Do đó, các đại biểu đề nghị các bộ ngành có liên quan sớm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.